Kính chào cô chú anh chị em đã đến với kênh YouTube của Nhân Tân Châu. Kính thưa cô chú anh chị em, thì hôm nay kênh YouTube của Nhân Tân Châu đến tại Thánh đường Họ Đạo Châu Đốc. Thì Thánh đường Họ Đạo Châu Đốc thì cô chú anh chị em sẽ đó là bến phà Châu Giang. Đường bến phà Châu Giang, cô chú anh chị em đi lên bến phà Châu Giang, chạy đến Thánh đường Họ Đạo Châu Đốc khoảng 50 mét. Cô chú anh chị em nhìn thấy bên tay phải của cô chú anh chị em đó là Thánh đường Họ Đạo Châu Đốc. Cô chú anh chị em, thì hôm nay thì kênh YouTube của Nhân Tân Châu đến tại Thánh đường Họ Đạo Châu Đốc, thì gặp các anh đang chuẩn bị treo đèn chớp để chuẩn bị cho mừng ngày lễ Giáng sinh là ngày tối đêm 24 và sáng 25 tháng 12 năm 2022. Tất cả các anh em đang chuẩn bị đèn. Đây là treo đèn chớp mà cô chú chị em. Con chào chú Tăng. Thì bữa nay thấy mấy anh em mình đang chuẩn bị công việc và mình chuẩn bị ngày gì vậy chú Tăng? Mấy anh em là đây là những anh em là làm thiện chí cho nhà thờ Giáo xứ Châu Đốc. Dạ. Có một cái là ngày là mình làm những cái hang đá đây, bên đây hang đá, rồi những cái treo cờ, những cái ngôi sao. Dạ. Rồi những cái dàn đèn lưới đổ dài cho nó đẹp, là cái ngày là lễ long trọng. Dạ. Là ngay sân khấu đổ dài lên, mấy các bé giờ đang tập múa. Dạ. Giờ là được biết thì đêm lễ mình vào ngày nào hả chú Tăng? Nếu mình đêm lễ cho chính thức đó là chính thức là ngày 24-25. Dạ. Mà ngày 25 đó là cái ngày của các bé văn nghệ. Dạ. Và có cái ngày đó chiều thì đại tiệc cho trong Giáo xứ Châu Đốc. Dạ. Và thành phố Châu Đốc. Dạ. Kính thưa cô chú anh chị em, thì đây là chú Tăng. Chú Tăng thuộc về họ đạo Giáo xứ Châu Đốc nghe cô chú anh chị em. Chú ta đây là công việc tất cả các anh em đang chuẩn bị treo đèn chớp từ ngoài cổng đến trong cửa chánh của nhà thờ Châu Đốc. Và đây là tất cả các anh em đang chuẩn bị bữa nay. Thì các anh em chuẩn bị bữa nay xong không chú Tăng? Nếu mà trong xong thì cũng kéo khoảng 3 ngày nữa, tại mới làm nó mới hoàn thiện. Dạ. Tại vì đang thời gian gấp rút quá, mà thêm nữa một số anh em thì công việc, hai nữa lại cũng gắng cố gắng để làm cho nó trong càng sớm càng tốt. Dạ. Vậy con cũng cảm ơn chú Tăng và chúc chú Tăng mùa lễ Giáng sinh an lành và hạnh phúc chú Tăng. Dạ. Con cảm ơn chú Tăng rất nhiều. Dạ. Thank you.
bên trái màn hình nhỏ của cô chú anh chị em là bên trái của thánh đường Hòa Đạo Châu Đốc. Thank you.
Sau đây thì kênh YouTube của Nhân Tân Châu xin kính mời cô chú anh chị em đi vào bên trong của thánh đường Họ Đạo Châu Đốc. Kênh YouTube của Nhân Tân Châu sẽ quay chi tiết bên trong của thánh đường Họ Đạo Châu Đốc nghe cô chú anh chị em.
Thank you.